nó cầm đây. Kiên kiên. Con này chưa cứu cho ổn được. Ăn thua gì chỗ cứu đây. Đây là một em ở trong tận Hoàng Long tham gia cùng anh em hội để hôm nay có cái chương trình bữa nướng độc nhất vô nhị. Này đó. Sao đâu mà cháy là cháy không ảnh hưởng gì đâu mà. Vô đồng nó cháy hết vỏ mẹ. Vô đồng này cháy tiệt vỏ đấy, không tính được cạo cạo vỏ được mà. Thơm rồi đấy anh dày. Hỏi anh em mọi người ở trên mạng xem ngửi cái mùi chưa nào. Nếu mà ngửi mùi thơm rồi thì thôi nướng nữa. Có làm gì đây? Cây đấy nó dây nhựa nó sao nó chảy chảy à? Đấy, đội ngũ làm mộc ấy. Anh ơi, con ngỗng này mà như này còn lâu chín này ạ, không thanh nữa ra ấy. Đúng rồi. Từ khi kẹp vào chuối ra.